Lê Ngọc xin kính chào tất cả quý vị thính giả, quý vị đang trên làn sóng của Đài Phát thanh NPR phát đi từ thủ đô Washington. Ngày hôm nay, ngày thứ Năm, ngày 29 tháng 8, 2019, Lê Ngọc và nhà báo Đào Trường Phúc sẽ gửi đến cho quý vị những bản tin mới nhất trong ngày thứ Năm hôm nay. Và trước khi mà bước vào những bản tin, Lê Ngọc xin mời quý vị bước vào bản tin thời tiết tại thủ đô Washington DC như thường lệ. Một buổi sáng, thưa quý vị, một buổi sáng tuyệt vời cho những ngày mùa hè, vì sáng ngày hôm nay những cái ánh nắng nó rất là nhẹ nhàng, xen lẫn với những áng mây. Nhiệt độ hiện tại 68 độ và đang có gió Tây Bắc thổi nhẹ. Độ ẩm của sáng ngày hôm nay chỉ ở 49% mà thôi. Và sau đó, ngày thứ Năm vào buổi trưa vẫn tiếp tục sẽ là một ngày nóng 84 độ. Vào buổi tối thì, thưa quý vị, dự đoán là sẽ có những cái cơn mưa vào buổi chiều tối ngày hôm nay, do đó nhiệt độ của buổi tối xuống thấp 64 độ. Và dự đoán thời tiết cho những ngày còn lại, Lê Ngọc xin gửi đến cho quý vị. Ngày thứ Sáu sẽ trở lại là một ngày nắng và nhiệt độ nóng lên tới gần 90 độ, buổi tối 70 độ. Hai ngày cuối tuần sẽ là hai ngày cuối tuần rất là đẹp cho ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Bầu trời vừa nắng trong sáng, nhiệt độ cao nhất cho ngày thứ Bảy 86 độ, buổi tối 68 độ và bước qua ngày Chủ nhật đỡ nóng hơn nhưng vẫn trên 80 độ. Thưa quý vị, 84 độ là nhiệt độ cao nhất cho ngày Chủ nhật và buổi tối 70 độ. Một ngày thật là bình an và nhiều thuận lợi sẽ đến với tất cả quý vị thính giả của NPR. Câu chuyện ngày hôm nay mà Lê Ngọc xin gửi đến cho quý vị, thưa quý vị, một cái điều rất là ngạc nhiên với lại Fox News. Thì thưa quý vị, có phải là Fox News sẽ mất đi một người xem đài Fox hay không? Và nhân vật này là ai? Một người rất là quan trọng, thưa quý vị, đó chính là Tổng thống Donald Trump. Và sự việc này tại sao lại xảy ra? Lê Ngọc xin mời quý vị theo dõi trong những bản tin của ngày hôm nay, sự kiện nổi bật của thủ đô Washington. President Trump taking to Twitter to accuse the network of, quoting now, heavily promoting Democrats. He said that on Twitter, and then he went on to tweet this: the new Fox News is letting millions of great people down. We have to start looking for a new news outlet. Fox. Quý vị vừa mới nghe Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích Fox vì đã quảng bá cho những ứng cử viên của bên đảng Dân Chủ. Thưa quý vị, trong ngày hôm qua thứ Tư 28 tháng 8, Twitter của Tổng thống Donald Trump chỉ trích tấn công đài Fox News và nói rằng hệ thống truyền hình đã không còn làm việc cho ông và những người ủng hộ cho ông. Và không những chỉ có một Twitter mà có tới mấy bản Twitter gửi ra. Nguyên văn Tổng thống Donald Trump nói là ông không muốn chiến thắng cho cá nhân của ông mà ông chỉ muốn chiến thắng cho người dân Mỹ, và Fox News đang làm thất vọng cho hàng triệu người và chúng ta phải khởi sự tìm kiếm một hệ thống khác và Fox không còn làm việc cho chúng ta nữa. Thì quý vị đã thấy một cái sự thay đổi hoàn toàn. Vì trước đây Tổng thống Donald Trump hết sức ca ngợi những bản tin của Fox News, nhưng với cái thời gian mới trở lại gần đây chỉ vài tuần thì liên tục chỉ trích hệ thống của Fox News. Và thưa quý vị, tại sao trong ngày hôm qua điều đã làm cho Tổng thống Donald Trump giận dữ? Đó là vì có một chương trình America's Newsroom, trong đó người hướng dẫn chương trình đó là ký giả Sandra Smith phỏng vấn giám đốc đặc biệt đặc trách về truyền thông của Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân Chủ, đó là bà Hinojosa. Thưa quý vị, và ngay lập tức Tổng thống Donald Trump đã tweet và chỉ trích ngay lập tức. Tất cả những sự việc này, chi tiết sẽ được nhà báo Đào Trường Phúc gửi đến cho quý vị, và đặc biệt những phóng viên và ngay cả những nhà bình luận của đài Fox News đã lên tiếng. Những người mà nổi tiếng ở Fox News chỉ trích lại Tổng thống Donald Trump là chúng tôi không làm việc cho ông. Đó là sự kiện nổi bật nhất ngay tại thủ đô Washington mà Lê Ngọc vừa mới gửi đến cho quý vị. Và tiếp tục mời quý vị bước vào những bản tin mới nhất trong ngày thứ Năm hôm nay.
Liên quan đến tình hình cái sự căng thẳng tại Biển Đông thì Liên hiệp châu Âu đã bắt đầu lên tiếng, và lên tiếng như thế nào? Thì sau Mỹ, Úc, Malaysia trong ngày 28 tháng 8 2019, đến lượt Liên hiệp châu Âu lên tiếng về vụ Trung Quốc tiếp tục cho tàu khảo sát và tàu hải cảnh vào hoạt động sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam gần bãi Từ Chính ở Biển Đông. Nhưng trái với lời lẽ cứng rắn lên án đích danh Bắc Kinh của Washington, thì Liên hiệp châu Âu chỉ mới bày tỏ một cái thái độ quan ngại chung chung mà thôi, và không hề nêu tên Trung Quốc cũng như vụ việc cụ thể. Trong bản tuyên bố về những diễn biến gần đây ở tại Biển Đông được đăng trên trang web của cơ quan đối ngoại của Liên hiệp châu Âu, phát ngôn viên phụ trách ngoại vụ và chính sách an ninh bà Maja Kusijensic đã bày tỏ một cái thái độ rất là quan ngại trước việc đó là những hành động đơn phương trong những tuần lễ vừa qua ở Biển Đông của Trung Quốc đã làm gia tăng sự căng thẳng và còn tác hại đến môi trường an ninh của biển, và còn có một cái khả năng đó chính là đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế hòa bình trong khu vực Biển Đông. Liên hiệp châu Âu đã kêu gọi tất cả các bên phải tự kiềm chế và cũng phải có những bước cụ thể nhằm khôi phục lại nguyên trạng, tránh quân sự hóa khu vực Biển Đông và giải quyết tranh chấp thông qua những phương thức hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là với Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Với lời kêu gọi này của Liên hiệp châu Âu thì chúng ta đã thấy cái thời gian với những sự tranh cãi căng thẳng ở tại Biển Đông đã kéo dài quá lâu với những vụ kiện, nhưng vẫn chưa có một cái kết quả thật sự. Bản thông cáo mà Lê Ngọc vừa mới nói đến cho quý vị đã không hề nhắc đến Trung Quốc bị cáo buộc là đang khuấy động Biển Đông khi cho tàu khảo sát vào hoạt động trong vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Malaysia và đặc biệt là của Việt Nam ngay tại khu vực gần bãi Từ Chính, đồng thời cho tàu hải cảnh phá rối hoạt động dầu khí của Việt Nam bất chấp luật lệ của quốc tế. Trong khi đó thì thưa quý vị, tàu chiến của Mỹ cũng đã áp sát đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc. Đây là một bản tin từ hãng thông tấn Reuters. Một tàu khu trực của Hải quân Hoa Kỳ đã đi gần tới các hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông trong ngày thứ Tư hôm qua. Một hành động có khả năng sẽ chọc giận Bắc Kinh vào ngay cái lúc thời điểm đó là cái sự căng thẳng đang gia tăng giữa hai nền kinh tế lớn nhất trên thế giới, cuộc chiến tranh thương mại ảnh hưởng đến cho toàn cầu giữa Mỹ và Trung Quốc. Con tàu này đó chính là tàu khu trục Wayne Meyer, đã đi vào phạm vi 12 hải lý quanh đá chữ thập và đá vành khăn thuộc quần đảo của Trường Sa. Chiến hạm của Mỹ tuần tra để thách thức những yêu sách hàng hải quá đáng và duy trì quyền tiếp cận các tuyến đường thủy theo quy định của luật pháp quốc tế. Đó là lời của phát ngôn viên của hạm đội 7 của Hải quân Mỹ vừa mới đưa ra trong ngày hôm qua, Ryan Monson. Đá vành khăn và đá chữ thập là hai trong 7 thực thể ở ngay tại quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam đã bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép và cải tạo thành đảo nhân tạo. Trung Quốc còn thúc đẩy những hoạt động quân sự hóa tại những hòn đảo nhân tạo này, xây dựng rất nhiều những cơ sở quân sự và các đường băng đủ khả năng để có thể tiếp nhận tiêm kích và oanh tạc cơ hạng nặng. Hoạt động quân sự của Hoa Kỳ diễn ra với tàu khu trục Wayne Meyer đi vào phạm vi 12 hải lý quanh hai hòn đảo này trong cái tình hình mà chúng ta biết là cái sự căng thẳng của cuộc chiến thương mại ngày càng gay gắt giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đã leo thang mạnh mẽ từ những ngày cuối tuần vừa mới qua, và với cả hai bên đều đáp trả lại nhau với nhiều mức thuế đối với hàng xuất khẩu. Trung Quốc cũng đã gọi việc xây dựng các đảo nhân tạo đó là một điều cần thiết để cho họ tự vệ, còn lên tiếng tuyên bố rằng Hoa Kỳ là nước phải có trách nhiệm giải quyết sự căng thẳng bằng cách gửi tàu chiến và máy bay quân sự đến gần những đảo mà Bắc Kinh tuyên bố.
chi tiêu quốc phòng trong năm nay của 2019 của Trung Quốc sẽ tăng 7,5% so với năm vừa mới qua, theo báo cáo của ngân sách. Việc xây dựng quân đội của Trung Quốc đã làm dấy lên một mối lo ngại giữa các nước láng giềng và ngay cả các đồng minh phương Tây, đặc biệt là cái điều Trung Quốc đã trở nên quyết đoán hơn trong các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và ngay cả ở Đài Loan. Quân đội của Hoa Kỳ vào năm ngoái đã đưa Trung Quốc, Nga vào một chiến lược quốc phòng mới, thay đổi những ưu tiên sau hơn một thập kỷ rưỡi tập trung vào các cuộc chiến chống phiến quân Hồi giáo. Và ngoài ra thì chúng ta còn nghe Phó Tổng thống ông Mike Pence trong chuyến thăm đến Iceland vào tuần tới sẽ có một cuộc nói chuyện về các cuộc xâm nhập vào vòng Bắc Cực của Trung Quốc và nước Nga. Đó là lời lên tiếng của một viên chức cấp cao của chính quyền của Tổng thống Donald Trump vừa mới cho biết trong ngày thứ Tư ngày hôm qua. Trong khi đó thì thưa quý vị, rất có nhiều những cái tin tức mà liên quan đến cái cuộc chiến tranh thương mại. Thì với ảnh hưởng của cuộc chiến tranh thương mại này, công ty Google đã chuyển dây chuyền sản xuất điện thoại thông minh Pixel sang Việt Nam. Thì đây là tin từ tờ Nhật báo Kinh doanh Nikkei vừa mới đưa trong ngày thứ Tư. Thì công ty Alphabet Google sẽ chuyển dây chuyền sản xuất điện thoại Pixel từ phía bên Trung Quốc về Việt Nam trong năm nay 2019, khi mà Google xây dựng một chuỗi cung ứng giá rẻ ở Đông Nam Á. Quyết định này được đưa ra khi mà chi phí lao động đang gia tăng ở tại Trung Quốc, cùng với áp lực gia tăng từ những loạt thuế do sự căng thẳng của cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Tờ báo Nikkei cũng cho biết là công ty Google về Internet có kế hoạch chuyển phần cứng ra khỏi Trung Quốc, bao gồm cả điện thoại Pixel và những cái loa thông minh Google Home. Ngoài ra, Nikkei còn cho biết là công ty Google có một cái kế hoạch xuất xưởng khoảng 8 cho đến 10 triệu điện thoại thông minh trong năm 2019, gấp đôi so với một năm trước đây, và sẽ biến Việt Nam trở thành một phần quan trọng trong nỗ lực tăng trưởng của công ty Google trên thị trường điện thoại thông minh smartphone. Và tờ báo Nikkei cũng dẫn lời của những nguồn tin cho thấy Google sẽ còn chuyển một số dây chuyền sản xuất điện thoại Pixel 3A sang Việt Nam trước cuối năm 2019. Và đối với những cái loa thông minh, những cái smart speaker thưa quý vị, thì có một số sản phẩm có thể sẽ được chuyển sang Thái Lan, nhưng hoạt động phát triển sản phẩm mới và chuỗi sản xuất ban đầu cho dòng sản phẩm về phần cứng vẫn sẽ ở tại Trung Quốc. Và một công ty khác thưa quý vị, đó là một công ty sản xuất đồ chơi có cái tên là Hasbro cũng sẽ di chuyển nhà máy sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Ông Brian Goner, ông này là giám đốc điều hành của công ty đồ chơi Hasbro, vừa mới cho biết là việc mà công ty của họ di chuyển hoạt động kinh doanh ra khỏi Trung Quốc giúp sẽ mang lại những cái kết quả tích cực hơn cho công ty của họ. Kể từ năm 2012 thì công ty sản xuất đồ chơi Hasbro tập trung vào một cái công việc, đó là đa dạng hóa hoạt động sản xuất của công ty Hasbro nhằm để mà tránh những rủi ro, những sự mất mát cho công ty. Và ông Brian Goner còn chia sẻ trong một cái chương trình có cái tên gọi là Swag on the Street rằng công ty Hasbro nhận thấy họ sẽ có những cái cơ hội tuyệt vời ở Việt Nam, Ấn Độ và các vùng lãnh thổ khác, trong đó có Mexico. Trong cái bối cảnh mà cuộc chiến tranh thương mại giữa hai nước Mỹ và Trung Quốc thì ngày càng leo thang trong những tháng vừa qua, và cái thỏa thuận thương mại thì Hasbro cũng lên tiếng cho thấy họ chưa có nhận thức được là cái thỏa thuận này sẽ đến trong một thời gian ngắn. Quý vị còn nhớ là tuần trước thì chính Tổng thống Donald Trump, ông đã ra lệnh cho những công ty của Hoa Kỳ phải rút ra khỏi Trung Quốc. Ông Brian Goner cũng khẳng định rằng công ty của ông không sở hữu nhà máy ở bất cứ đâu trên thế giới. Mặc dù công ty Hasbro đã cảm thấy tự tin rằng công ty của họ sẽ có thể chuyển phần lớn hoạt động kinh doanh ra khỏi Trung Quốc trong tương lai gần, nhưng công ty vẫn có thể sẽ phải chịu đựng từ mức thuế
10% của Tổng thống Donald Trump đưa ra vào hồi đầu tháng này. Và ông cho rằng may mắn đó là cái mức thuế này đã được hoãn lại cho tới giữa tháng 12. Và khi đề cập đến những vấn đề tác động của những vấn đề áp thuế quan đối với những người tiêu dùng, thì ông Goldner cũng cho hay là công ty Hasbro sẽ gánh chịu khoản chi phí đó, nhưng công ty hy vọng sẽ vượt qua được tác động thuế bằng cách là giảm thiểu lợi nhuận trong chính nội bộ của họ. Tuy nhiên thì đến cuối cùng, mức thuế vẫn sẽ phải do người tiêu dùng gánh chịu theo thời gian. Và thưa quý vị, một công ty khác mà Lê Ngọc gửi đến cho quý vị, ngoài công ty Johnson & Johnson đã phải trả một số tiền phạt liên quan đến chất opioid, thì còn một công ty nữa, đó là chính công ty dược phẩm Purdue Pharma, cũng phải chi trả từ 10 cho đến 12 tỷ Mỹ Kim để giải quyết những vụ kiện mà liên quan đến chất opioid. Hãng thông tấn Reuters đã dẫn lời những cái nguồn tin thân cận là công ty dược phẩm, thưa quý vị, có cái tên là OxyContin Purdue Pharma LP và cũng là chủ sở hữu của gia đình Sackler, đang phải thảo luận để hòa giải cho tới hơn 2.000 vụ kiện opioid chống lại công ty này với giá trị từ 10 cho đến 12 tỷ Mỹ Kim. Purdue là một số nhà sản xuất và phân phối thuốc bị kiện vì gây ra cái cuộc khủng hoảng opioid ở Hoa Kỳ đã khiến cho 400.000 người tử vong từ năm 1999 cho đến năm 2017. Và các vụ kiện đã cáo buộc là công ty Purdue Pharma có trụ sở ngay tại Stamford, Connecticut đã tích cực tiếp thị chất thuốc opioid theo tòa, đồng thời đưa ra cái thông tin sai lệch về những rủi ro dài hạn cho những bác sĩ kê đơn và người tiêu dùng để mà dùng chất opioid. Công ty Purdue Pharma và gia đình Sackler đã cũng lên tiếng bác bỏ cáo buộc này, và công ty cho biết là họ đã phải làm việc với biện lý và các nguyên đơn khác để mà tìm giải pháp, nhưng không nói rõ về số tiền hòa giải. Thì theo một nguồn tin tại Cleveland, đại diện của công ty Purdue và của gia đình Sackler đã thảo luận với nhiều chính quyền của thành phố, quận và tiểu bang về việc hòa giải trị giá hàng tỷ Mỹ Kim. Trong cuộc họp này thì công ty Purdue đã vạch ra cho thấy một cái kế hoạch nộp đơn xin bảo vệ phá sản theo Chapter 11, và công ty cũng kỳ vọng biện pháp này sẽ giải quyết các vụ kiện. Ngoài ra, nguồn tin cũng cho biết là gia đình Sackler sẽ nhượng lại quyền điều hành của công ty Purdue Pharma theo các điều khoản đã thảo luận. Tất cả các bên sẽ phải cập nhật tình hình của những cuộc đàm phán cho quan tòa vào thứ Sáu ngày mai 30 tháng 8. Trong khi đó thì thưa quý vị, một tin tức mà liên quan đến những sự tranh cãi và những sự chỉ trích của vấn đề chính trị gây chia rẽ ở nước Mỹ. Thì thưa quý vị, một nhân vật mà có lẽ khi nói đến là quý vị sẽ có một cái sự kính trọng và thương yêu, đó chính là ông Jim Mattis, cựu lãnh đạo của Ngũ Giác Đài. Thì ông Jim Mattis mới đây thôi, trong ngày hôm qua, ông đã đăng tải một bài bình luận ở trên tờ Wall Street Journal, nội dung là gì? Thì thưa quý vị, trong bài viết, ông bày tỏ một cái sự lo ngại, lo lắng là đất nước Hoa Kỳ đang từng bước tự cô lập. Quý vị nhớ là ông Jim Mattis đã được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm, và rất là bất ngờ, ông đã lên tiếng từ chức vào tháng 12 năm trước đây, năm 2018, do cái sự bất đồng với quyết định rút quân ra khỏi Syria của Tổng thống Donald Trump. Và trong bài viết ở trên Wall Street Journal, tuy là ông Jim Mattis không hề nhắc trực tiếp tới tên của Tổng thống Donald Trump, nhưng rõ ràng khi mà quý vị đọc, quý vị sẽ thấy là ông đã nhắm vào chủ nhân của tòa bạch ốc, Tổng thống Donald Trump. Ông Jim Mattis không chỉ phê phán chính sách mà còn cả cách thức lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump. Ông tố cáo tư duy tự cô lập của Hoa Kỳ, và ông còn nói thẳng là gây ra những tranh luận thì
thì chưa đủ để lãnh đạo đất nước. Một nhà lãnh đạo cấp cao phải còn có một đầu óc, đó chính là một sự sáng suốt, một cái tầm nhìn chiến lược, và còn phải tôn trọng các quốc gia đã ủng hộ cho đất nước của chúng ta trong những cái thời điểm khó khăn. Lãnh đạo mà không có sự hợp tác sẽ chỉ dẫn đến một sự thất bại. Ông Jim Mattis cũng đề cập tới việc ông rời khỏi nội các của Tổng thống Donald Trump. Ông giải thích rằng những ý kiến của ông đã không còn được lắng nghe, nhất là trong việc gìn giữ lòng tin của các nước đồng minh đối với lại Hoa Kỳ. Và cuối cùng trong cái bài xã luận này, quý vị đọc, quý vị sẽ thấy là ông Jim Mattis, cựu Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ, bày tỏ sự bi quan của ông về nước Mỹ ngày nay. Ông viết, điều mà làm cho ông lo ngại nhất không phải là những kẻ thù, mà chính là sự chia rẽ của nội bộ. Chúng ta đã bị chia rẽ thành các bè phái thù địch, đấu đá, và còn bị kích động bởi cảm xúc và coi thường lẫn nhau. Và cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Jim Mattis đã kết thúc bài xã luận của ông bằng một lời cảnh báo là tất cả người Mỹ cần phải thừa nhận là nền dân chủ của chúng ta có thể bị lật đổ. Tất cả chúng ta đều biết là chúng ta đều tốt hơn nền chính trị hiện tại và không được để cho tư tưởng bè phái phá hủy, xóa bỏ đi kinh nghiệm của chúng ta và nhất là giá trị nền dân chủ của nước Mỹ. Và thưa quý vị, Lê Ngọc xin mời quý vị bước vào vài giây phút quảng cáo của những cơ sở thương mại. Và sau đó Lê Ngọc sẽ mời nhà báo Đào Trường Phúc qua Skype để mà tiếp tục cùng với Lê Ngọc gửi đến cho quý vị những bản tin trong ngày hôm nay. Live Casino Hotel xin trân trọng mời quý vị tham dự live show Trường Giang 2019 vào ngày Chủ nhật 22 tháng 9 vào lúc 9 giờ tối, đậu xe miễn phí. Mua vé tại livecasinohotel.com. Quý vị phải trên 21 tuổi, vui lòng chơi có trách nhiệm. Để được trợ giúp, xin gọi số điện thoại 1-800-GAMBLER. Lớp học Việt Mỹ Nhật sẽ bắt đầu khai trương vào ngày 1 tháng 8 năm 2019 tại trung tâm Eden Center, 6763 Wilson Boulevard, phòng 6C, Fort Church, Virginia, 22044. Dạy các trẻ em học ngôn ngữ Việt, Mỹ, Nhật và vui chơi, có karaoke, dạy nghệ thuật, thủ công, có thư viện cho các em, mở cửa từ 4h30 chiều cho tới 8h30 tối, vào các ngày thứ hai, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật, thứ ba, thứ năm có lớp dạy tiếng Việt và tiếng Anh cho người lớn và ghi danh hội viên để được dùng thư viện từ 11 giờ trưa cho tới 4 giờ chiều. Xin quý vị hãy gọi ngay cho Thú Mỹ ở số điện thoại 571-289-9965. Thân ái mến chào quý vị. Trong cuộc sống có những điều rất bình thường mà chúng ta ít khi quan tâm. Đó là nước uống cho cơ thể của chúng ta. Nguồn nước không tốt sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của mọi người. Để thay đổi nguồn nước không tốt đó, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu chiếc máy Kangen K8. Với đặc tính khoa học và tối tân nhất hiện nay trong việc đào thải các chất axit và các hóa chất có rất nhiều trong nguồn nước uống hiện nay, chiếc máy Kangen K8 còn tạo ra 7 nguồn nước khác nhau uống rất tốt cho sức khỏe. Nguồn nước này còn giúp cho làn da đẹp, làm cho mái tóc mượt mà. Nguồn nước này còn rửa được rau, thịt cá và nấu ăn rất là ngon. Xin hân hạnh giới thiệu chiếc máy Kangen K8. Thay đổi nguồn nước chính là lúc chúng ta đang thay đổi trong cuộc sống. Hãy liên lạc ngay với chúng tôi để hiểu rõ về sức mạnh của nguồn nước Kangen, chắc chắn giúp cho quý vị sẽ tìm lại được kho tàng quý báu chính là sức khỏe. 703
992-6100, nguồn nước mới, cuộc sống mới, 703-992-6100 hay 703-473-9326. Trung tâm Eden Center như một tiểu Sài Gòn, nơi thanh lịch để mua sắm, nơi để thưởng thức nhiều món ăn ngon, đặc sắc, nổi tiếng của nền ẩm thực Việt Nam. Eden Center tọa lạc gần Seven Corners, Fort Church, Virginia, được thành lập từ năm 1984 và Hội đồng Phát triển Kinh tế của thành phố Fort Church coi đây là một địa điểm du lịch số 1 trong khu vực, quy tụ hơn 100 cửa hàng với những cơ sở kinh doanh của người Việt Nam, gồm nhiều nhà hàng, tiệm vàng, gift store, tiệm cắt tóc, phục vụ cho quý vị đồng hương Việt Nam. Đến Fort Church, Virginia, quý vị đồng hương đừng quên đến trung tâm Eden Center. Lê Ngọc xin mời quý vị trở lại với những bản tin với nhà báo Đàng Trường Phúc được phát đi trên làn sóng của NPR từ thủ đô Washington trên băng tần FM 100.3 HD2 cũng như quý vị đang nghe live trên mạng lưới điện toán toàn cầu nvradio.co và qua hệ thống YouTube NV Radio Việt Nam Live. Và Lê Ngọc đã có anh Phúc trên NPR. Lê Ngọc xin chào anh Phúc. Dạ, kính chào quý khán giả, chào cô Lê Ngọc. Dạ thưa vâng, bước vào những cái bản tin mà liên quan đến thế giới thì thưa với anh, không những cái tình hình ở tại Hồng Kông có những cái cuộc biểu tình mà một lần nữa với rất là bất ngờ với cái sự xảy ra ở ngay tại nước Anh. Và Lê Ngọc đã thấy là bắt đầu nước Anh cũng có những cái cuộc biểu tình, cũng có đến cả hàng ngàn người biểu tình phản đối cái quyết định đình chỉ hoạt động của Quốc hội với cái lời yêu cầu của ông tân thủ tướng, đó là ông Boris Johnson. Và trong ngày hôm qua khi mà Lê Ngọc tường trình đến cho quý vị là ông đã yêu cầu nữ hoàng Anh, đó là Elizabeth đệ nhị, về cái lời yêu cầu đình chỉ ngừng hoạt động của Quốc hội bắt đầu từ giữa tháng 9 cho đến ngày 14 tháng 10. Thì thưa với anh có thể cập nhật đến cho quý vị thính giả là nữ hoàng Anh đã chấp thuận và tại sao cái phản đối của dư luận của người dân Anh lại xảy ra với những cuộc biểu tình, thưa anh? Dạ vâng, thưa quý thính giả, nếu mà chúng ta bắt đầu nói chuyện với nhau về tình hình ở Anh Quốc thì thưa quý thính giả, như cô Lệ Ngọc vừa nhắc đến các cuộc biểu tình mà ở ngay thủ đô London, quý thính giả thấy là nếu mà bây giờ chúng ta mở các bản tin trên mạng hoặc là coi trên TV thì sẽ thấy là hình ảnh những người dân Anh biểu tình rầm rộ ở trước trụ sở Quốc hội, nói đúng ra là trụ sở Hạ viện của Anh Quốc. Nguyên một ngày hôm qua là những hình ảnh biểu tình đó tràn ngập trên các mạng thông tin toàn cầu. Thưa quý thính giả, tất cả vấn đề nó bắt nguồn là từ một cái hành động của tân thủ tướng Anh Quốc là ông Boris Johnson. Ông đã tới xin với lại nữ hoàng Elizabeth đệ nhị của nước Anh theo đúng cái thủ tục là xin nữ hoàng chuẩn thuận cái việc là cho Quốc hội Anh tạm ngưng các phiên họp để mà cho đến cái khi mà nữ hoàng đến Quốc hội đọc bài diễn văn khai mạc cái kỳ họp chính thức của mùa thu năm nay ở Quốc hội Anh. Đó là theo đúng cái thủ tục. Cái điều mà đặc biệt nó khác hơn những năm trước và nó xảy ra lần này nó gây chấn động dư luận đó là việc ông Boris Johnson xin nữ hoàng Anh đồng ý với cái đề nghị của Quốc hội là xin ngưng các phiên họp Quốc hội lại trong suốt cái thời gian từ khi Quốc hội tái nhóm cho đến khi mà nữ hoàng Anh đọc bài diễn văn để mở đầu kỳ họp. Chúng ta nói một cách vắn tắt với nhau là Quốc hội Anh thì thưa quý khán giả cũng hoạt động có một số điểm giống như là Quốc hội Hoa Kỳ. Tất nhiên là hai cái thể chế đại nghị chế và tổng thống chế thì có khác nhau. Nhưng mà cái hoạt động của Quốc hội thì chúng ta biết là ở bên Mỹ thì chúng ta thường quen gọi House, tức là Hạ viện, đó là House of Representatives. Thì ở bên Anh cũng dùng chữ House nhưng là House of Commons, và đó là Hạ viện Anh. Thì Hạ viện Anh luôn luôn là nghỉ hè một thời gian khoảng hơn một tháng. Thì thưa quý khán giả, cái năm nay kỳ nghỉ hè của
các dân biểu Hạ viện Anh là bắt đầu từ ngày 25 tháng 7 cho đến ngày 3 tháng 9. Thì tới ngày 3 tháng 9 thì là các dân biểu bắt đầu trở về và chuẩn bị cái phiên họp. Đáng lẽ ra phiên họp sẽ bắt đầu là từ ngày 10 tháng 9. Đó là cái định kỳ là như vậy. Năm nay thì ông Thủ tướng Boris Johnson xin với Nữ hoàng Anh là cho lùi lại cái kỳ khai nhóm để mà phiên họp bắt đầu của Hạ viện Anh đó là từ ngày tháng 9 mà đẩy lùi xuống ngày 14 tháng 10. Thì ngày 14 tháng 10 thì ông mới mời Nữ hoàng Anh đến đọc cái bản thông điệp chào mừng cái kỳ họp của Quốc hội. Và như vậy có nghĩa là gì? Thưa quý khán giả, điều đó có nghĩa là Quốc hội Anh sẽ ngưng họp trong suốt cả gần, tức là hơn một tháng trời. Và khi mà ngưng họp như vậy thì thưa quý khán giả, khi Quốc hội Anh trở lại họp ngày 14 tháng 10 thì chúng ta không quên rằng cái kỳ hạn chót để mà nước Anh ra khỏi Liên hiệp Âu Châu, tức là cái chữ thường gọi là Brexit, nước Anh ra khỏi Liên hiệp Âu Châu hạn chót là ngày 31 tháng 10. Thì nếu mà Quốc hội Anh trở lại nhóm họp vào ngày 14 tháng 10 thì chắc chắn là khó có thể có đủ thời giờ để mà thảo luận và thông qua một cái luật trước ngày 31 tháng 10. Và nếu Quốc hội Anh không có đủ thời giờ để mà thảo luận đó, thì điều đó có nghĩa là Quốc hội Anh, tất cả các nhóm đối lập sẽ khó có thể mà thảo luận và ngăn cản cái việc ông Thủ tướng Boris Johnson muốn thực hiện. Tức là điều ông muốn thực hiện là gì? Là như ông đã tuyên bố, ngày 31 tháng 10 là Anh Quốc ra khỏi Liên hiệp Âu Châu. Dù có một thỏa thuận thương lượng hay không có thỏa thuận thương lượng, thì Anh Quốc cũng ra khỏi Liên hiệp Âu Châu đúng kỳ hạn 31 tháng 10. Và ông không muốn là khi mà Quốc hội tái nhóm đó, thì bắt đầu Quốc hội lại thảo luận và đưa ra những cái đề nghị ngăn cản cái ý định thực hiện của ông Boris Johnson là ra khỏi Liên hiệp Âu Châu đúng ngày hoặc là trước ngày 31 tháng 10. Thì thưa quý vị, chính vì điều đó và khi mà Thủ tướng Anh đề nghị, Thủ tướng Anh là vị lãnh đạo của đảng đang chiếm đa số tại Quốc hội mà đề nghị như vậy thì Nữ hoàng Anh chấp thuận. Và điều đó đã gây ra một cơn bão dư luận và đưa đến những cuộc biểu tình. Và không phải chỉ có những cuộc biểu tình mà thôi, mà thưa quý khán giả, nó còn có ít nhất là hai điều mà người ta ghi nhận ở trong chính trường Anh. Thứ nhất là dân chúng Anh đã được sự kêu gọi của các vị dân cử mà phản đối cái ý định của ông Boris Johnson là rút ra khỏi Liên hiệp Âu Châu mà không cần một cái thỏa thuận thương lượng nào cả. Đó là điều thứ nhất. Và thứ hai là các nhân vật đối lập ở trong chính trường Anh đã phát động, đã khởi động một số vụ kiện, tức là đưa cái vấn đề này ra tòa để xin tòa phán xét là cái việc ông Thủ tướng Boris Johnson xin Nữ hoàng Anh chấp thuận cho Quốc hội ngưng họp suốt hơn một tháng trời như vậy có hợp hiến hay không và có chấp nhận được hay không. Vì vậy mà chúng ta thấy là thứ nhất là có cả hàng ngàn người, những người mà chống lại cái việc là Anh Quốc ra khỏi Liên hiệp Anh mà không có thỏa thuận gì cả đó. Hàng ngàn người đã biểu tình ở cái công viên mà gọi là Parliament Square, ngay trước trụ sở Quốc hội vào buổi chiều và buổi tối ngày hôm qua. Những cuộc biểu tình rầm rộ mà không phải chỉ ở London mà thôi, nhiều nơi khác nữa như là Manchester, Cambridge, Edinburgh, Durham đều có những cuộc biểu tình rầm rộ như vậy. Và đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là thưa quý thính giả, là một cái bản kiến nghị đã được phát động, như chúng ta thấy là khi mà dư luận ở bên Mỹ chẳng hạn mà muốn kêu gọi sự chú ý của chính phủ thì ký một cái bản kiến nghị ký chung với nhau gọi là We the People đó. Bên Anh cũng vậy, đã có một cái chiến dịch phát động lấy chữ ký của những người dân để biểu lộ cái sự phản đối quyết định của Thủ tướng Johnson là xin lùi kỳ họp Quốc hội lại đó.
Và cái số người ký thưa quý vị là bao nhiêu từ khi mà phát động vào cuối ngày thứ ba cho đến cuối ngày hôm qua là thứ tư là đã có hơn 1.300.000 người, 1.300.000 chữ ký đã có thu thập được. Như vậy để kêu gọi là Quốc hội phải xét lại vấn đề và cái quyết định của Thủ tướng Johnson được mô tả là một quyết định không thể chấp nhận được, dân chúng cũng phản đối. Thì quý khán giả cũng nhớ là trước đây Thủ tướng Theresa May đã cố gắng để mà đạt được một thỏa hiệp với lại Liên hiệp Âu Châu để Anh Quốc rút ra khỏi Liên hiệp Âu Châu, nhưng mà không có hoàn toàn rút ra mà có vẫn còn giữ lại một số tương quan với Liên hiệp Âu Châu. Và những cái thỏa hiệp mà bà Theresa May cố gắng đạt được với Liên hiệp Âu Châu thì lại không được Quốc hội Anh chấp thuận, đã biểu quyết tới 3 lần và đều gạt bỏ những cái đề nghị, những ý kiến, những chương trình, kế hoạch của bà Theresa May. Và vì vậy Thủ tướng Theresa May đã phải từ chức và Đảng Bảo thủ đã bầu lại tân Thủ tướng và bây giờ là ông Boris Johnson. Thì thưa quý giả, bây giờ đến lượt ông Boris Johnson lại bị dân chúng biểu tình phản đối và các nhà lập pháp ở trong Quốc hội Hoa Kỳ phản đối, kể cả những nhân vật của Đảng Bảo thủ của ông Johnson đó, cũng phản đối luôn. Thí dụ như là dân biểu Dominic Grieve gọi cái việc của ông Johnson xin nữ hoàng hoãn những cái phiên họp của Quốc hội suốt một tháng trời. Ông Dominic Grieve gọi đó là một hành động kinh dị và cảnh cáo rằng là nếu mà Thủ tướng Johnson tiến hành cái điều mà ông đang làm đó, thì cái nội các của Thủ tướng Johnson có nguy cơ là sụp đổ. Đó là một lời cảnh cáo của một nhân vật cùng Đảng Bảo thủ với ông Boris Johnson. Điều đó cho thấy là tình hình căng thẳng đến như thế nào. Và thưa quý thính giả, bây giờ chúng ta vẫn chờ đợi thử xem là như là cái kiến nghị đã được 1.300.000 người dân Anh đã ký, con số vẫn tiếp tục tăng lên, thì Quốc hội Anh sẽ có những phản ứng ra làm sao. Lãnh đạo của Đảng Quốc gia Scotland, Đảng Quốc gia Scotland là một đảng không phải là một đảng lớn nhưng là một đảng có một tiếng nói được chú ý ở trong Quốc hội Anh. Thì lãnh đạo đảng này là bà Nicola Sturgeon đã đưa ra một đề nghị là Quốc hội nên triệu tập một cái phiên họp, tức là các đảng đối lập hãy họp nhau ngay trong tuần tới đây trước khi mà đi vào cái thời gian mà Thủ tướng Boris Johnson kêu gọi là Quốc hội ngưng nhóm họp đó, để mà có ngay một cái kế hoạch ngăn chặn ông Boris Johnson. Và điều này thì chưa biết là sẽ tiến hành như thế nào. Kể cả những phiên những cái vụ án, những vụ khởi tố bây giờ đã bắt đầu xảy ra rồi. Chúng ta thấy có những cái vụ khởi tố mà báo chí Anh, đài truyền hình Anh, đài BBC đang loan báo. Thí dụ như là một cái vụ án gọi là Mueller Challenge, là một chính trị gia phản đối cái việc mà Anh Quốc rút ra khỏi Liên hiệp Âu Châu, tên là bà Mueller. Vì vậy cái vụ này gọi là Mueller Challenge. Bà Gina Mueller đã đưa ra một đơn kiện và bà kiện ra trước tòa, nói rằng là tòa án phải xét cái quyết định của Thủ tướng Boris Johnson và phải bác bỏ cái quyết định đó, tức là không có thể nào Quốc hội ngưng họp suốt hơn một tháng trời rồi đến khi họp lại vào ngày 14 tháng 10 thì không còn đủ thì giờ để mà thảo luận cái vấn đề Brexit nữa. Và như vậy là ông Boris Johnson sẽ thực hiện được cái việc mà ông muốn, tức là rút ra khỏi Liên hiệp Âu Châu mà không hề có một cái thỏa thuận nào hết. Điều đó theo như những nhân vật đối lập đó, nói rằng là nếu mà Anh Quốc mà ra khỏi Liên hiệp Âu Châu mà không có một cái sự thỏa thuận nào cả giữa hai bên thì sẽ ảnh hưởng ghê gớm đến kinh tế của nước Anh. Đồng pound, đồng Anh kim sẽ bị sụt giá và cả một cái hệ thống tài chính của nước Anh với những quan hệ cùng với các quốc gia khác đấy, sẽ bị ảnh hưởng. Và như vậy thì đời sống của người dân Anh sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nếu mà Anh Quốc rút hẳn ra khỏi Liên hiệp Âu Châu không có một sự thỏa thuận nào cả. Vì vậy chúng ta chưa biết là tình hình của nước Anh sẽ đi về đâu. Những vụ kiện bây giờ là đã được phát động rồi và
tòa án Anh đã bắt đầu thụ lý những cái đơn kiện này. Trong khi đó thì dân chúng Anh tiếp tục biểu tình phản đối, và chúng ta sẽ theo dõi cùng với nhau thử xem cái tình hình chính trị của nước Anh có thể là sẽ bước qua một khúc quanh gay gắt trong cái thời gian sắp tới, tức là thưa quý khán giả là từ đầu tháng 9 cho đến cuối tháng 10, đó là một cái giai đoạn quan trọng lắm. Và chúng ta hy vọng rằng có thể sẽ có một sự thay đổi trong cái chiều hướng mà Quốc hội Anh bây giờ dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Johnson, lãnh đạo đảng bảo thủ, đó, có thể sẽ xét lại vấn đề. Hy vọng là như vậy, để mà tìm một cái thỏa thuận khác với lại Liên hiệp Âu Châu, để nước Anh có thể ra khỏi Liên hiệp Âu Châu đúng theo cái tinh thần trưng cầu dân ý năm 2016, nhưng mà không ra khỏi mà để xảy ra những cái hệ quả về kinh tế, về tài chính, về xã hội nói chung làm cho nước Anh xáo trộn. Thì thưa quý khán giả, chúng tôi xin tóm tắt tình hình của Anh Quốc cho đến giờ phút này là như vậy. Dạ vâng, quý vị vừa mới nghe rất là chi tiết về những gì đang xảy ra quanh cái lời yêu cầu mà gây tranh cãi của Thủ tướng Boris Johnson, với những cái sự phản đối rất là mạnh mẽ, những cái cuộc biểu tình mà có đến cả gần 1.500 người dân London, và ngay cả cái số người ký vào cái kiến nghị chống Thủ tướng Boris để mà rút lại cái yêu cầu đình chỉ hoạt động tại Quốc hội mà anh Phúc vừa mới nói đến, cả hàng triệu, hơn 1.300.000 chữ ký. Thì thưa quý vị, với những cái sự kiện như vậy thì cái phản bác lại của ông Thủ tướng Johnson, ông đã lập luận những gì? Thì ông cũng cho rằng, ông cũng phải lên tiếng, ông nói rằng là ông đang làm mọi cách để mà ngăn chặn Quốc hội hạn chế cái kế hoạch no deal Brexit của ông. Như vậy thì thưa với lại quý vị thính giả, tất cả những cái sự ghi nhận của anh Phúc sẽ tiếp tục cập nhật đến cho quý vị, là no deal Brexit hay là có deal Brexit cho cái ngày cuối cùng mà nước Anh phải rời khỏi khối Âu Châu. Đó là cái sự kiện về nước Anh. Còn thưa với anh Phúc, trên thế giới hiện nay mọi người cũng đều dồn mắt vào cái cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng chưa có một cái dấu hiệu nào để cho chúng ta thấy là có thể có một cái sự thỏa thuận. Đặc biệt có một cái bản tin mà Lê Ngọc thấy từ CNBC thưa với anh, thì lại nói đến hiện nay với một cái lời lên tiếng của một ông chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Hội đồng Công ty Hoa Kỳ ASEAN vừa mới cho biết, ông này là ông Alexander Feldman. Thì ông đang cho thấy là các nhà đầu tư đang có vẻ nhìn về một đất nước, đó là Thái Lan, khi mà cái cuộc chiến tranh thương mại giữa hai nước Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng đang trầm trọng hơn. Trước đây thì có nhiều những cái tin cho chúng ta biết là Việt Nam là một cái đất nước thường được xem là một trong những nước có thể hưởng lợi, mà có thể là một cái điều hưởng lợi nhiều nhất trong cái cuộc chiến tranh thương mại này, khi mà các công ty họ chuyển những cái khâu sản xuất của những công ty của họ ra khỏi Trung Quốc để mà tránh thuế. Nhưng khi mà trả lời phỏng vấn với CNBC trong ngày thứ ba vừa mới qua đây, thì ông Alexander Feldman lại cho biết là thị trường lao động Việt Nam đang bị thắt chặt, và các công ty hiện nay họ đang nhìn, họ có vẻ họ muốn chuyển cái khâu sản xuất sang các nước châu Á khác, thì trong đó nổi bật nhất là Thái Lan. Thì anh ghi nhận được những gì về cái vấn đề chiến tranh thương mại, trong khi mà Lê Ngọc thấy là cũng có đến cả 200 công ty giày dép của nước Mỹ đang kêu gọi, yêu cầu Tổng thống Donald Trump hủy bỏ đi cái đề xuất tăng thuế, thưa anh. Vâng, thưa quý thính giả, cái chi tiết mà cô Lê Ngọc vừa nhắc đến với quý thính giả, tức là cái lời kêu gọi, cái thư, một văn thư chính thức đó, của hơn 200 nhà sản xuất và các công ty bán lẻ về ngành giày dép ở nước Mỹ đó. Thưa quý khán giả, đó là một chi tiết mà chúng ta đáng lưu tâm đến. Bên cạnh đó thì còn một chi tiết khác, thì bây giờ chúng ta lần lượt nói với nhau về hai chuyện đó. Thứ nhất là ngày hôm qua là hơn 200 nhà sản xuất và các công ty bán lẻ của nước Mỹ, mà trong đó có những cái tên mà chúng ta rất là quen thuộc khi mà chúng ta đi mua sắm giày dép, thí dụ như là Foot Locker, thí dụ như là Adidas hay là Nike, tất cả những công ty này đứng chung với nhau trong một cái văn thư, một kiến nghị gửi thẳng đến Tổng thống Donald Trump, và nói rằng
là thưa Tổng thống, xin vui lòng xét lại cái chính sách thuế quan mà Tổng thống đang bắt đầu áp đặt đối với lại Trung Cộng. Bởi vì cái chính sách thuế quan này ảnh hưởng một cách trực tiếp đến người tiêu thụ của Hoa Kỳ. Và họ gọi cái chính sách thuế quan đó, những nhà sản xuất và các công ty bán lẻ về giày dép đó, họ gọi cái chính sách thuế quan của Tổng thống Trump hiện giờ là một job killer, tức là đó là một chính sách giết chết các công việc làm của người dân Hoa Kỳ. Tại sao như vậy? Thưa quý khán giả, đầu đuôi thì là tại vì chúng ta biết Hoa Kỳ đã áp đặt thuế quan lên một số lượng, khối lượng mặt hàng rất lớn của Trung Cộng, đó là chuyện của những tháng trước, 250 tỷ đô la những hàng hóa. Sau đó thì đến tháng vừa rồi thì chúng ta biết là Trung Cộng đã trả đũa cái điều này. Và Trung Cộng cũng áp đặt lại thuế quan trên những mặt hàng xuất cảng từ Hoa Kỳ sang Trung Hoa lục địa, nhưng mà không áp đặt một cái mức thuế quan quá lớn, mà chỉ áp đặt một mức thuế quan 10% trên cái số lượng hàng là 75 tỷ đô la hàng hóa của Hoa Kỳ xuất cảng sang Trung Hoa lục địa mà thôi. Tuy nhiên điều đó đã xảy ra khi mà cuộc đàm thoại về chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng vừa mới thất bại ở Thượng Hải, không có đạt tới kết quả gì cả, mà chưa biết là sẽ có ngồi lại với nhau ở bàn đàm phán để tiếp tục đàm phán nữa hay không nữa. Thì điều đó khiến cho Tổng thống Trump phẫn nộ, và ông thấy là Trung Cộng đã trả đũa lại cái biện pháp thuế quan của Hoa Kỳ, và lập tức ông cũng có một hành động trả đũa ngay. Tức là Tổng thống Trump đã tuyên bố là thay vì là áp đặt 10% thuế quan mới đó trên cái lượng hàng mới của Trung Cộng mà chưa bị áp đặt thuế quan, tức là 300 tỷ đô la hàng hóa của Trung Cộng xuất cảng sang Mỹ, thì ông tăng cái mức này lên từ 10% lên 15%. Và trong cái quyết định của Tổng thống Trump đó, thì có một số mặt hàng đó, thì Tổng thống Trump đã quyết định là lùi lại khoan áp đặt thuế quan cho đến ngày 15 tháng 12. Còn những mặt hàng còn lại là bị áp đặt thuế quan ngay từ ngày 1 tháng 9, tức là ngày Chủ nhật tới đây, thưa quý thính giả. Và điều đó đưa đến cái kiến nghị của hơn 200 nhà sản xuất và bán lẻ các ngành giày dép của nước Mỹ. Vì sao? Bởi vì những người này họ nói rằng là Tổng thống Trump có lùi một số mặt hàng lại không áp đặt thuế quan ngay đến ngày 15 tháng 12 mới áp đặt mức thuế quan mới, tức là thay vì 10% tăng lên 15% đó. Nhưng mà giày dép thì không có trong cái danh sách đó, cho nên ngày Chủ nhật tới đây 1 tháng 9 là bắt đầu thuế quan mới được áp dụng trên những cái mặt hàng mà sản xuất và chuyển từ Trung Hoa lục địa xuất cảng vào nước Mỹ là giày dép. Và thưa quý giảm, cái khối lượng giày dép khổng lồ mà được xuất cảng từ Trung Hoa lục địa sang nước Mỹ sẽ bị áp đặt thuế quan 15% ngay tức khắc kể từ ngày Chủ nhật 1 tháng 9 tới đây. Và do đó, hơn 200 nhà sản xuất và công ty bán lẻ ngành giày dép đã phải kiến nghị Tổng thống Trump là bây giờ nếu mà những cái mặt hàng này, giày dép trong đó đa số rất nhiều là giày da đó, sản xuất bên Trung Hoa lục địa và đưa xuất cảng sang Mỹ đó, sẽ phải tăng giá. Và tăng giá như vậy thì cái người mà phải trả cái số tiền đó chính là người mua giày dép, tức là người tiêu thụ của Hoa Kỳ. Và các nhà sản xuất và bán lẻ cái ngành giày dép nói rằng là cái khối lượng khổng lồ mà sản xuất giày dép mà từ bên Trung Hoa lục địa sang Mỹ đó, nếu bị áp đặt thuế quan thì sẽ khiến cho người tiêu thụ của Mỹ, tức là dân chúng Mỹ, sẽ phải trả thêm một số tiền khổng lồ, tức là 4 tỷ đô la, phải trả thêm 4 tỷ đô la để tiếp tục mua. Với cái mức độ hiện nay là người dân Mỹ mua sắm giày dép này kia, nhất là trong cái mùa mua sắm, mùa nghỉ lễ sắp tới, tức là mùa lễ Thanksgiving, mùa lễ Christmas. Thì thưa quý khán giả, vì vậy cho nên những người ở trong ngành sản xuất giày dép họ đã kêu gọi Tổng thống Trump phải xét ngay lại cái
vấn đề này. Trong cái văn thư đó thì ông chủ tịch cái hiệp hội sản xuất và tiêu thụ ngành giày dép của nước Mỹ đó, ông Matt Bridge, ông là chủ tịch cái hiệp hội đó, ông nói rằng là xin Tổng thống xét lại, bởi vì điều này sẽ có một ảnh hưởng dây chuyền khi mà cái mức độ tiêu thụ của người dân Mỹ bị khựng lại, bị chậm lại vì cái giá cả của giày dép tăng lên, thì điều đó sẽ đưa tới thêm một cái hậu quả nữa, tức là các công ty sản xuất giày dép sẽ phải bớt nhân viên, sẽ không thể tiếp tục mướn nhân viên để làm việc trong cái ngành này, và như vậy thì lại có một số dân chúng Mỹ thất nghiệp, mất việc làm, và cái ảnh hưởng di truyền đó nó sẽ kéo dài chưa biết đến bao giờ. Trong khi đó thì chúng ta hiểu rằng là có một nguy cơ suy thoái kinh tế đang bắt đầu lấp ló ở cuối chân trời, tức là kinh tế nước Mỹ có thể suy thoái, đã chậm lại trong 3 tháng trong tam cá nguyệt thứ nhì của năm 2019 và tới tam cá nguyệt thứ ba và thứ tư của năm 2019. Nếu mà tiếp tục chậm lại cái mức độ phát triển thì suy thoái sẽ xảy ra, và suy thoái xảy ra song song với sự suy thoái của các quốc gia ở bên Âu Châu, thì như vậy sẽ đưa đến một tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu. Tất cả đều có thể bắt nguồn từ một cái việc là Tổng thống Trump quyết định áp dụng những cái mức thuế quan mới đối với hàng hóa của Trung Cộng. Và đó là cái điều mà thưa quý khán giả, họ đã đưa ra những người có trách nhiệm ở trong ngành sản xuất và bán lẻ giày dép nước Mỹ đã gửi cái kiến nghị này đến Tổng thống Trump. Trong khi đó thì thưa quý khán giả, chúng ta nhìn về phía bên Trung Hoa lục địa thì chúng ta thấy là nhà cầm quyền Bắc Kinh họ có một cái hành động, tức là họ đưa ra một cái mức áp dụng thuế quan mới để trả đũa cái thuế quan của Hoa Kỳ đối với họ đó. Nhưng mà cái mức thuế quan mà Trung Cộng áp đặt không phải là một cái mức lớn, và cái khối lượng 75 tỷ hàng hóa của Hoa Kỳ xuất cảng sang Trung Hoa lục địa bị áp đặt thuế quan không có nghĩa lý gì so với cái khối lượng mà hàng hóa của Trung Cộng sản xuất mà bán sang nước Mỹ và Tổng thống Trump áp đặt mức thuế quan mới, tức là đầu tiên 250 tỷ đô la hàng hóa, rồi đến 300 tỷ đô la hàng hóa Tổng thống Trump áp đặt mức thuế quan mới. Thành ra chúng ta thấy như vậy là cái sự trả đũa của Trung Cộng có mức độ mà thôi. Và điều đó nói lên cái gì? Một nhân vật mới nhất đây, tức là một kinh tế gia Trung Hoa làm việc tại Deutsche Bank ở Hồng Kông, một nhân vật mà trong cái cuộc chiến tranh thương mại đang diễn ra này đó, tiếng nói của ông ta được rất nhiều người lắng nghe, bởi vì ông ta là một kinh tế gia theo dõi rất sát cái cuộc chiến tranh thương mại này. Đó là ông Yi Xiong, một kinh tế gia trẻ nhưng đang có uy tín. Thì ông Yi Xiong, ông có đưa ra một cái lời phát biểu mà mới đây là người ta được ghi nhận ngày hôm qua, mới ngày hôm qua chúng ta ghi nhận thấy. Ông này, ông Yi Xiong này, ông nói rằng là quý vị phải để ý rằng là rõ ràng là Trung Quốc bây giờ đang theo đuổi một cái chiến lược lâu dài để đối phó với cái cuộc chiến tranh thương mại mà Hoa Kỳ đang áp đặt đối với Trung Cộng, tức là thưa quý khán giả, tức là cái cuộc chiến tranh thuế quan đó. Thì theo kinh tế gia Yi Xiong thì cái chiến lược mà nhà cầm quyền Bắc Kinh đang áp dụng là một chiến lược lâu dài. Tiếng Anh thì chúng ta dùng chữ war in attrition, tiếng Trung Hoa thì đó là gọi là tiêu hao chiến, tức là một chiến tranh trường kỳ. Nghĩa là nhà cầm quyền Bắc Kinh đã đưa ra, Quốc vụ viện Bắc Kinh đã đưa ra 20 cái tiêu chí để cho các doanh nghiệp của Trung Hoa lục địa và kể cả người dân của Trung Hoa lục địa sẽ theo đó. Đó là những cái kế hoạch lâu dài mà chúng ta có thể dùng cái chữ nôm na, tức là kêu gọi một tình trạng thắt lưng buộc bụng để mà đối phó với cuộc chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ.
nghĩa là không để cho những áp lực về thuế quan của Hoa Kỳ đè nặng lên cái nền kinh tế của Trung Cộng. Làm sao để mà kéo dài cái tình trạng này càng lâu dài càng tốt, không có nhượng bộ trước những cái áp lực về thuế quan, về kinh tế của Hoa Kỳ. Những cái điều này là đã được đăng lên tờ báo Nhân Dân ngày hôm thứ Ba, chính thức một cái quyết định, một chỉ thị chính thức của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Và như vậy thì những kinh tế gia như là ông Yi Song mà chúng ta vừa nhắc tới, hay là ông chủ bút Hu Xiyin của tờ Hoàn Cầu Nhật Báo đều nhắc đến điều này và nói rằng là người dân Trung Hoa lục địa, người dân Trung Quốc phải hiểu là bằng mọi cách hãy không có nhượng bộ trước những cái áp lực kinh tế từ phía Hoa Kỳ, và cuộc chiến tranh thương mại còn kéo dài và phải theo đuổi cuộc chiến tranh thương mại này cho đến cùng chứ không có nhượng bộ nửa chừng. Thưa quý thính giả, những điều ấy cho thấy là cái cuộc đàm phán thương mại tới đây, nếu nó xảy ra ở Washington DC vào đầu tháng 9 như là Tổng thống Trump đã tuyên bố một cách lạc quan tại hội nghị G7 kỳ vừa rồi đó ở bên Pháp, thì cuộc đàm phán đó nếu có xảy ra đi chăng nữa thì cũng sẽ vẫn tiếp tục nói chuyện, thảo luận với nhau mà khó có thể đưa tới một cái sự thỏa thuận nào cụ thể để làm giảm nhẹ cái áp lực của cuộc chiến tranh thương mại. Bởi vì nếu mà bên phía nhà cầm quyền Trung Cộng mà quyết định kéo dài cuộc chiến tranh thương mại này như vậy mà không có những sự nhượng bộ rõ ràng đối với phía Hoa Kỳ, thì những cái biện pháp thuế quan của Tổng thống Trump đang áp đặt chưa chắc là đã đưa tới một cái hiệu quả gì trên cái bàn đàm phán thương mại. Và như vậy, thưa quý khán giả, những cuộc đàm phán sẽ có thể vẫn diễn ra, nhưng mà chiến tranh thương mại sẽ vẫn tiếp tục leo thang. Và trong khi đó là chúng ta thấy các doanh nghiệp của Hoa Kỳ đã bắt đầu lên tiếng kêu gọi Tổng thống Trump là nên xét lại cái chính sách thuế quan này, cũng như là về phía các giới nông gia Hoa Kỳ cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề vì không xuất cảng được các nông sản của họ sang bên Trung Hoa lục địa. Trong khi đó thì chưa mở được những cái thị trường khác, như là chúng ta thấy cô Lệ Ngọc đã nhắc tới, có những thị trường khác có thể được mở ra, nhưng mà chưa biết là sẽ mở ra như thế nào. Về phía bên nhà cầm quyền Trung Cộng thì rõ ràng những dấu hiệu cho thấy họ muốn mở các thị trường mới qua bên Thái Lan, qua Nhật Bản, qua Nam Hàn, qua cả các quốc gia châu Mỹ Latin nữa. Rõ ràng là một chiến lược lâu dài để mà đối phó với cái những áp lực của cuộc chiến tranh thương mại từ phía Hoa Kỳ. Và thưa quý khán giả, chúng ta ghi nhận với nhau những sự kiện cập nhật như vậy để chúng ta theo dõi xem là tuần tới đây và những tuần kế tiếp đó, có những cuộc đàm phán thương mại nữa tiếp tục diễn ra nữa hay không giữa các giới chức thương mại của nhà cầm quyền Trung Cộng và các giới chức thương mại của Hoa Kỳ, thử xem là tình hình sẽ diễn biến như thế nào.